Và trong đêm ngày 9 tháng 9 thì lũ trên sông Chảy, sông Hồng dâng cao khiến nhiều nhà dân tại Lào Cai đã tiếp tục ngập sâu. Trước tình hình nguy cấp, các lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, khẩn trương tìm kiếm, hỗ trợ người và tài sản đến nơi an toàn. Trong đêm tối, trời vẫn mưa nặng hạt. Điện trên các tuyến phố của huyện Bảo Yên bị cắt nên việc di chuyển, tìm kiếm cứu nạn của các lực lượng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự chủ động và sự hỗ trợ của các lực lượng như quân đội, công an nên việc ứng cứu người dân được kịp thời, nhanh chóng. Cho người dân đảm bảo được cái cuộc sống trong cái thời gian di chuyển tránh lũ. Hiện nay thì trên địa bàn của huyện thì diện tích cây cối hoa màu thì bị ảnh hưởng thiệt hại rất là nặng nề, đặc biệt là các cái tuyến đường giao thông cũng các cái công trình hạ tầng trên địa bàn huyện, địa bàn xã. Hiện mực nước lũ trên sông Hồng đã bắt đầu rút, công tác khắc phục đang được tiếp tục triển khai. Tuy nhiên, thời tiết tại Lào Cai có mưa nên nguy cơ thiên tai vẫn ở mức cao. Trước đó, kiểm tra công tác phòng chống và ứng phó với bão lũ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ghi nhận, đánh giá cao những biện pháp của tỉnh Lào Cai, đồng thời cũng có những chỉ đạo nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Chúng ta kiểm soát được là phải bảo đảm tuyệt đối cái tính mạng của người dân và cả cái tính mạng và sự an toàn của lực lượng cứu nạn cứu hộ. Đấy, chứ chúng ta không làm một cách máy móc, đấy, phải tính toán rất kỹ, đấy, là đảm bảo an toàn. Tiếp tế lương thực, thực phẩm, thuốc men, đấy, mở đường để vào và tiếp tế để không để dân thiếu, không để dân đói. Theo thống kê, đến sáng ngày 10 tháng 9, mưa lũ tại Lào Cai đã khiến 19 người chết, 11 người mất tích và 21 người bị thương. Hơn 4.000 ngôi nhà bị ngập úng, cuốn trôi, 1.200 hectare hoa màu bị thiệt hại. Hiện vẫn còn 46 xã, 85 thôn đang bị cô lập do đường giao thông bị chia cắt.